Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 10, vụ địa phương 3 Ban Tổ chức Trung ương cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức lễ dâng hương tại nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2024. Tham dự lễ dâng hương có các phó vụ trưởng vụ địa phương 3 gồm các đồng chí Đỗ Chí Tuệ, đồng chí Đoàn Quang Thọ, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, đồng chí Nguyễn Văn Hòa. Về phía tỉnh Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Yến Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam là một trong những cơ quan quan trọng tham mưu cho Trung ương Cục thực hiện những chủ trương chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng của hệ thống chính trị ở miền Nam. Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam góp phần vào thắng lợi chung của cuộc đấu tranh chống Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hy sinh xương máu của mình cho sự nghiệp cách mạng của Tổ quốc.